Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một phương pháp ăn kiêng hữu hiệu được phát minh bởi công ty General Motors của Mỹ và phối hợp với Cục Quản lý Dược phẩm Thực phẩm của Mỹ cũng như Bộ Nông nghiệp Mỹ và thông qua một viện nghiên cứu cũng của Mỹ phối hợp. Cái phương pháp này khá hiệu quả, thì trong vòng 7 ngày bạn có thể mất 4 đến 7 kg cân nặng thừa của mình. Ngày thứ nhất là ngày của trái cây. Nếu bạn muốn mất càng nhiều kg trọng lượng của mình thì nên ăn càng nhiều dưa, ăn các loại dưa như dưa hấu, dưa bở, dưa gang. Tôi có các cái menu mẫu để trên màn hình của mình có thể xem. Ngày thứ hai là tập trung vào ăn rau, ở dạng ăn rau thô hoặc là rau nấu chín, hạn chế khoan tôi tiến đối không ăn khoai tây, không nên ăn khoai tây. Ngày thứ ba các bạn có thể ăn cả trái cây và rau quả, nhưng ngoại trừ chuối và khoai tây, tức là chuối và khoai tây thì không nên ăn. Ngày thứ tư bạn tập trung vào ăn chuối và uống sữa. Có thể ăn khoảng 8 quả chuối và uống 3 cốc sữa, bổ sung thêm nước, uống nhiều nước. Ngày thứ 5 thì bạn có thể ăn khoảng 284g thịt bò, thịt gà và cá, và ăn thêm khoảng 6 quả cà chua nguyên quả. Nếu mà người ăn chay thì bạn có thể thay thịt gà bằng gạo nâu, bằng một thơ gạo nâu hoặc phô mai. Ngày thứ 6 thì bạn cũng có thể ăn khoảng 284g thịt bò và thịt gà, và ăn rất nhiều rau, bao nhiêu rau cũng được, nhưng mà đừng không ăn khoai tây. Người ăn chay thì có thể thay thịt bằng gạo nâu hoặc là phô mai. Ngày thứ 7 bạn có thể ăn chỉ ăn gạo lứt, trái cây và nước ép trái cây, rau quả, mà không cần, không có số lượng tối đa rồi chỉ định. Các bạn có thể tham khảo các cái thực đơn mẫu mà tôi đã liệt kê ở bên dưới mỗi ngày, ở phía bên dưới mỗi ngày đó, bạn có thể tham khảo thêm. Và trong 7 ngày ăn chay thì bạn nhớ là không uống rượu, không uống thuốc, không uống trà. Và những cái lưu ý ở phía cuối của video tôi cũng đã liệt kê lên. Uống thật nhiều nước, uống nhiều nước. Chúc các bạn có một tuần diet thành công. Cảm ơn các bạn.